Quý vị đang cùng theo dõi bản tin kinh tế ngày 14 tháng 3. Liên quan đến số tài sản bị đóng băng của Nga, Liên minh châu Âu đang xúc tiến các cuộc họp để phần lợi nhuận thu được sớm đến tay Ukraine. Mặc dù vậy, chính quyền Kiev cũng phải đối mặt với những yêu cầu hết sức rõ ràng từ EU. Có lẽ những nỗ lực của Ukraine cũng xứng đáng đồng tiền bát gạo, bởi theo ước tính, lợi nhuận thu được từ số chứng khoán phong tỏa có giá trị bất ngờ. Trước động thái của EU, Nga đe dọa có động thái đáp trả. Trong khi đó, Trung Quốc có sự thay đổi đáng chú ý trên lĩnh vực giao thương. Không những thế, chính quyền Bắc Kinh được cho là đang dẫn đầu trong cuộc đua vũ khí siêu vượng âm trên thế giới. Liên quan đến chuyển biến trong nước, nhu cầu từ Philippines tăng nhiệt thị trường lúa gạo. Khi Bitcoin tiếp cận mức giá kỷ lục, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đề xuất quy định quản lý tiền điện tử. Cùng chuyên mục Phóng sự Kinh tế hôm nay, tìm hiểu thợ đào đóng băng dù giá Bitcoin lập đỉnh. Quý vị đang cùng theo dõi bản tin kinh tế và mở đầu sẽ là những thông tin từ khu vực Đông Âu. Bloomberg cho hay vào đầu tuần sau, Ukraine sẽ nêu các đề xuất cải cách cần thiết để giải phóng gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro từ Liên minh châu Âu. Cụ thể, chương trình cải cách sẽ tập trung vào những vấn đề như chi tiêu công, chống tham nhũng và phát triển kinh tế. Được biết, theo chương trình tài trợ kéo dài đến tháng 4, EU dự định sẽ giải ngân 6 tỷ euro cho Ukraine, trong đó 4,5 tỷ euro giải ngân trong tháng 3 và 1,5 tỷ euro còn lại sẽ được chuyển vào tháng 4 sau khi Ủy ban châu Âu đánh giá tiến trình sử dụng vốn của chính quyền Kiev. Ngoài khoản giải ngân trị giá 6 tỷ euro, Ukraine cũng sẽ nhận được thêm 1,9 tỷ euro tài trợ vô điều kiện. Sau đó, các đề xuất cải cách của Ukraine sẽ được xem xét để giải ngân 42,1 tỷ euro còn lại. Theo Bloomberg, một số yêu cầu của EU liên quan đến cách bổ nhiệm thẩm phán, luật chống rửa tiền và chiến lược tạo doanh thu quốc gia. Các điều kiện bổ sung bao gồm quy chế quản lý và tiến độ phát triển các khu công nghiệp. Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Siridenko cho biết rằng quốc gia này sẽ nhận được phần hỗ trợ còn lại của EU theo mỗi quý. Sau khi đáp ứng các điều kiện quan trọng được đặt ra từ các đối tác châu Âu, vào lúc này nhu cầu tài chính của Ukraine vô cùng cấp thiết khi chính phủ đã hết tiền để trả lương và phúc lợi xã hội. Ngoài ra, Ukraine cũng đã sắp hết đạn dược để chống lại Nga trên chiến trường. Trả lời phỏng vấn ngày 12 tháng 3, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Vandis Dombrovski cho biết rằng EU đã xác lập một tiến trình vững chắc để gạt bỏ các mối lo ngại về tài chính của Ukraine với kế hoạch thanh toán ổn định và mang tính dài hạn đến năm 2027. Liên quan đến việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga, theo trang tin Kiev Independent, Ukraine có thể nhận được 3 tỷ euro với thời gian sớm nhất vào tháng 7. Trong tuần này, Ủy ban châu Âu được cho là đang thảo luận việc sử dụng lợi nhuận từ các tài sản đóng băng, chủ yếu là những chứng khoán của Ngân hàng Trung ương Nga. Nếu tất cả các thành viên EU chấp thuận, Ukraine có thể nhận được từ 2-3 tỷ euro trong năm nay, tùy thuộc vào lãi suất của các loại chứng khoán. Theo ước tính, tổng lợi nhuận thu được từ số tài sản này có thể lên đến 20 tỷ euro vào năm 2027. Đề xuất ban đầu của Ủy ban châu Âu là chuyển 97% lợi nhuận ròng kiếm được từ tài sản của Nga vào ngân sách EU, sau đó số tiền này sẽ được trả hàng quý hoặc là 2 lần một năm cho Ukraine. Ngoài ra, khoản hỗ trợ này cũng có thể được sử dụng theo những cách khác có lợi cho Ukraine. Thời gian vừa qua, các cuộc tranh luận về tính hợp pháp của việc sử dụng tài sản Nga vẫn tiếp diễn, ngăn cản EU chuyển tiền. Tuy nhiên, khi gói viện trợ của Mỹ bị đình trệ, nhu cầu tài chính của Ukraine đã trở nên vô cùng cấp thiết. Vào tháng 2, Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen kêu gọi sử dụng lợi nhuận từ các tài sản bị phong tỏa của Nga để cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine thay vì tái thiết sau chiến tranh. Chi tiết hơn về kế hoạch của Liên minh châu Âu, một số quốc gia thành viên vẫn tỏ ra thận trọng với các đề xuất, đặc biệt là với ý tưởng sử dụng tiền thu được từ tài sản Nga để mua vũ khí cho Ukraine. Theo Bloomberg, Ủy ban châu Âu dự kiến đưa ra kế hoạch chi tiết sớm nhất vào ngày 15 tháng 3 liên quan đến các bước tiếp theo để chuyển lợi nhuận vào ngân sách của khối. Nguồn tin Bloomberg cho hay các quy định sẽ được nêu ra thảo luận tại sự kiện hội nghị thượng đỉnh được tổ chức từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 3. Đến lúc này, các quốc gia như Ireland, Malta và Luxembourg vẫn cho rằng kế hoạch sử dụng tiền để mua vũ khí cho Ukraine cần được phân tích kỹ lưỡng hơn. Về phía Hungary, quốc gia này nhấn mạnh lợi nhuận từ tài sản Nga chỉ nên được phân bổ cho việc tái thiết Ukraine. Thời gian vừa qua, việc tịch thu tài sản của Nga vẫn gây ra những tranh cãi về tính hợp pháp. Nhìn chung, các quốc gia phương Tây đồng ý không sử dụng số tài sản bị đóng băng trừ khi Nga cam kết tái thiết Ukraine. Ngân hàng Trung ương châu Âu cùng với Pháp và Đức là những quốc gia thận trọng nhất. Các quốc gia này lo ngại Nga sẽ trả đũa với các tài sản của châu Âu mà Moscow đang nắm giữ. Ngoài ra, còn có những tác động tiêu cực đến đồng euro với vị thế đồng tiền dự trữ. Do đó, thách thức đối với EU vào lúc này là sử dụng lợi nhuận kiếm được từ số tài sản đóng băng.
Về phía Moscow, Bộ Ngoại giao Nga thông báo đã triệu tập đại sứ Thụy Sĩ khi quốc gia trung lập này bắt đầu xây dựng cơ chế tịch thu tài sản của Nga. Trang tin Kiev Independent ngày 12 tháng 3 trích thông báo từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết, trong trường hợp Thụy Sĩ thực hiện kế hoạch tịch thu tài sản của Moscow, các biện pháp trả đũa là không thể tránh khỏi. Được biết, cơ quan lập pháp Thụy Sĩ đã bỏ phiếu vào ngày 7 tháng 3 để thông qua 3 biện pháp mở ra cơ chế tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga ở Thụy Sĩ. Vào tháng 12 năm trước, Thụy Sĩ đã đóng băng 8,8 tỷ đô la tài sản của Nga. Con số này nhỏ hơn nhiều so với tổng tài sản mà các công dân và pháp nhân Nga đang gửi ở các ngân hàng Thụy Sĩ. Theo ước tính, tổng số tài sản này có giá trị lên đến 48 tỷ đô la. Liên quan đến một đối tác của Nga, sau 2 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu của Trung Quốc tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó hoạt động giao thương với các quốc gia Nam bán cầu tăng vọt, bù đắp cho sự sụt giảm ở thị trường châu Âu. Theo trang tin Asian Times, mức tăng trưởng lớn nhất được ghi nhận ở thị trường các thành viên thuộc tổ chức BRICS. Trong đó, giá trị xuất khẩu sang Ấn Độ tăng 16%, Brazil tăng 37,1%, Nam Phi tăng 14,8%. Ngoài ra, giá trị xuất khẩu sang Việt Nam và Indonesia cũng có sự thay đổi đáng kể, với tỷ lệ tăng 28,4% và 22,2%. Ngược lại, giá trị xuất khẩu sang phương Tây gồm có Mỹ giảm 7%, xuất khẩu sang châu Âu giảm 6,8%. Theo bài phân tích được trang tin Asia Times trích đăng ngày 12 tháng 3, sáng kiến vành đai và con đường góp phần quan trọng vào sự thay đổi của Trung Quốc. Trong năm 2023, giá trị đầu tư của Trung Quốc vào khu vực châu Á Thái Bình Dương tăng 37% lên 20 tỷ đô la. Đến lúc này, Trung Quốc đã thống trị chuỗi cung ứng trong các ngành công nghiệp trọng điểm, bao gồm thiết bị viễn thông, tấm pin mặt trời cùng với nhiều ngành hàng điện tử. Khi Mỹ có quan điểm đưa hoạt động sản xuất trở về nước, Trung Quốc đang định tuyến lại hoạt động thương mại thông qua các nước thứ ba, đặc biệt là Mexico và Ấn Độ. Cũng liên quan đến Trung Quốc, Bloomberg dẫn lời một quan chức phân tích tình báo quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết Bắc Kinh đang dẫn đầu trong việc phát triển, thử nghiệm và triển khai các vũ khí siêu vượt âm vượt qua Nga. Trong khi đó, Mỹ vẫn đang nỗ lực bắt kịp loại vũ khí có tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh này. Ngày 12 tháng 3, phát biểu trước tiểu ban vũ trang Hạ viện Mỹ, chuyên gia phân tích tình báo Jeffrey McCormick của Trung tâm Tình báo Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Mỹ cho biết kho vũ khí siêu vượt âm hàng đầu thế giới là kết quả sau 20 năm nỗ lực của Trung Quốc. Và theo ông McCormick, DF-17 là tên lửa siêu vượt âm nguy hiểm nhất của Bắc Kinh. Loại vũ khí này được triển khai trong năm 2020 và có tầm bắn ít nhất là 1.600 km, cho phép tiếp cận căn cứ quân sự và các tài sản của hạm đội Mỹ ở Tây Thái Bình Dương. Ông McCormick cũng cho biết rằng Nga đã sử dụng các loại vũ khí siêu vượt âm Ukraine, nhưng tụt hậu so với Trung Quốc về tổng số lượng và các hệ thống phụ trợ. Trong khi đó, bất chấp nhiều nỗ lực, quân đội Mỹ vẫn chưa được trang bị bất kỳ loại vũ khí siêu vượt âm nào. Không quân và lục quân Mỹ vào năm 2022 và 2023 đều đặt mục tiêu trang bị loại vũ khí này. Tuy nhiên, cả hai lực lượng đều gặp khó khăn trong việc thử nghiệm. Kết quả là không quân Mỹ đã phải chuyển sang một loại vũ khí khác, trong khi lục quân khôi phục kế hoạch thử nghiệm trong năm tài chính 2025. Phát biểu trước tiểu bang, ông James Weber, giám đốc chuyên trách về vũ khí siêu vượt âm của quân đội Mỹ cho biết từ năm 2018, Lầu Năm Góc đã đầu tư hơn 12 tỷ đô la Mỹ vào việc phát triển hệ thống vũ khí tấn công siêu vượt âm nhằm cung cấp đa dạng các năng lực trên đất liền, trên biển và trên không. Cũng tại khu vực châu Âu, theo báo cáo thường niên của Ủy viên Quốc hội Đức, quân đội quốc gia này cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân sự, vấn đề vốn đã gây khó khăn cho chính quyền Berlin trong nhiều thập kỷ. Đài RT cho hay theo báo cáo của bà Eva Hogel, Ủy viên Quốc hội Đức, bất chấp nhiều nỗ lực, tình trạng thiếu quân sự của quân đội Đức ngày càng trầm trọng. Trước đó, từ tháng 5 đến năm 2022, Thủ tướng Đức Olaf Scholz công bố kế hoạch đại tu quân đội đầy tham vọng nhằm tăng cường lực lượng chiến đấu. Vào thời điểm đó, chính quyền Berlin thông báo kế hoạch rót số tiền khổng lồ 100 tỷ euro để thành lập lực lượng lớn nhất của Liên minh NATO ở châu Âu. Tuy nhiên, theo báo cáo của bà Hogel, những nỗ lực của Đức đến lúc này vẫn chưa có kết quả. Tính đến cuối năm ngoái, quân số của lực lượng vũ trang Đức chỉ dưới 182.000 người, giảm so với con số 183.000 quân nhân vào cuối năm 2022. Báo cáo cũng cho biết quân đội Đức sẽ không đạt được mục tiêu 203.000 binh sĩ cho đến năm 2031. Theo bà Hojo, số lượng đơn đăng ký mới gia nhập quân đội thậm chí còn thấp hơn năm trước. Quân đội đang già đi và thu hẹp lại, vẫn còn thiếu khoảng 20.000 vị trí trong lực lượng vũ trang, bà nói. Thưa quý vị, vấn đề nghiêm trọng đến mức Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius sẵn sàng xem xét tuyển quân cả những người không phải công dân Đức. Ông nói, chúng tôi không phải là lực lượng vũ trang đầu tiên ở châu Âu tuyển người nước ngoài. Thời gian vừa qua đã có nhiều người sống ở Đức qua nhiều thế hệ mà không có quốc tịch. Báo cáo của bà Hojo cũng cho biết, ngoài tình trạng thiếu nhân sự, quân đội Đức cũng gặp trở ngại trong việc cung cấp những trang thiết bị cần thiết liên quan đến đạn dược,
phụ tùng thay thế xe tăng, tàu và máy bay. Bà Hugo cũng cho rằng tình trạng thiếu hụt của Đức trở nên trầm trọng hơn do các khoản viện trợ quân sự mà Berlin đã cung cấp cho Kiev. Theo Viện Kinh tế Thế giới KIAO của Đức, Berlin đã chi khoảng 19 tỷ đô la mua vũ khí cho Kiev, làm dấy lên lo ngại từ một số nhà lập pháp Đức. Vào tháng 11 năm 2023, nghị sĩ Johann Wapfung cảnh báo một số đơn vị quan trọng của Đức sẽ không trụ vững quá 2 ngày trong chiến trận do vũ khí đã bị chuyển đến hết đến Ukraine. Bà Hugo cũng đã thừa nhận rằng quân đội Đức còn quá ít vũ khí và sẽ mất đi cả chặng đường dài để có thể thay đổi tình hình. Và bây giờ xin được chuyển sang thông tin trong nước. Thưa quý vị, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, USDA, trong năm nay Philippines có thể nhập khẩu đến 4,1 triệu tấn gạo. Thông tin này kéo theo giá gạo thế giới nóng trở lại trong những ngày gần đây. Theo báo cáo cập nhật mới nhất từ Bộ Nông nghiệp Mỹ, USDA, trong năm 2024, Philippines có thể nhập khẩu đến 4,1 triệu tấn gạo, thay vì con số dự báo là 3,9 triệu tấn được nêu ra trước đó. Với dự báo mới này, mức nhập khẩu của Philippines trong năm nay có thể sẽ cao hơn đến 600.000 tấn so với năm trước. Nếu Philippines nhập khẩu gạo đúng như dự báo, thì đây sẽ là con số kỷ lục của nước này. Trước đó, vào năm 2022, Philippines nhập khẩu với số lượng 3,8 triệu tấn. Lý giải nguyên nhân lượng gạo nhập khẩu của Philippines tăng, USDA cũng cho hay, nước này tăng nhập khẩu vì tình trạng khô hạn ảnh hưởng đến sản lượng lúa gạo nội địa. Theo báo chí Philippines, chỉ riêng trong tháng 2 năm nay, nhập khẩu gạo của nước này đã đạt 303.603 tấn, cao hơn 113,6% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2024 đã nhập khẩu 728.254 tấn gạo, cao hơn gần 85% so với cùng kỳ năm 2023. Trong số này có đến 391.000 tấn, tương đương 54%, được nhập khẩu từ Việt Nam. Trong năm 2023, Việt Nam cũng là nguồn cung gạo lớn nhất của Philippines, khi chiếm đến 80% thị phần gạo nhập khẩu của quốc gia này. Được biết, trong năm 2024, để đảm bảo nhu cầu gạo nhập khẩu, từ đầu năm chính quyền Philippines đã cấp hơn 1.000 giấy phép cho các nhà nhập khẩu gạo. Bên cạnh đó, từ cuối năm trước, chính phủ Philippines cũng đã ký thỏa thuận với Việt Nam. Thỏa thuận có thời hạn 5 năm và mỗi năm Việt Nam sẽ đảm bảo nguồn cung gạo từ 1,5 đến 2 triệu tấn. Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng hứa sẽ bổ sung nguồn cung gạo cho Philippines bất chấp lệnh cấm nhập khẩu gạo non Basmati. Ngoài Philippines, khách hàng nhập khẩu gạo lớn thứ hai của Việt Nam là Indonesia cũng thông báo tăng lượng gạo nhập khẩu năm 2024 thêm 1,6 triệu tấn, nâng tổng số lượng gạo nhập khẩu lên 3,6 triệu tấn. Mới đây, Cơ quan Lương thực Quốc gia Indonesia tuyên bố tạm thời nới lỏng trần giá bán lẻ đối với gạo chất lượng cao. Lệnh này được thực hiện nhằm đảm bảo nguồn cung gạo chất lượng cao đến người tiêu dùng trong tháng Ramadan. Việc Philippines và Indonesia tăng mạnh lượng gạo nhập khẩu đã tác động đáng kể đến thị trường toàn cầu. Cụ thể, cập nhật giá gạo xuất khẩu vào ngày 12 tháng 3 của Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA cho biết giá gạo 5% tấm của Việt Nam tăng 5 đô la Mỹ lên 584 đô la một tấn. Tương tự, giá gạo cùng phẩm cấp của Thái Lan cũng đã tăng nhẹ 3 đô la lên mức 615 đô la một tấn. Với thị trường trong nước, giá lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng tăng trở lại sau những phiên điều chỉnh giảm trước đó. Ghi nhận ngày 13 tháng 3 cho thấy bình quân giá lúa tươi mua tại ruộng từ 7.300 đến 8.200 đồng một ký. Riêng tại An Giang, lúa Đài Thơm 8 dao động từ 7.800 đến 8.200 đồng một ký. Giá lúa OM18 từ 7.800 tới 8.000 đồng một ký. Thưa quý vị, gạo là mặt hàng chủ lực của Việt Nam. Tuy nhiên, trong tháng 2, dầu thô mới là sản phẩm gây bất ngờ trong kim ngạch xuất khẩu. Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu dầu thô của Việt Nam trong tháng 2 năm 2024 đạt 315.531 tấn với trị giá hơn 218,5 triệu đô la, tăng 75,1% về lượng và tăng 77,7% về giá trị so với tháng 1. Đây là mặt hàng hiếm hoi tăng trưởng dương so với tháng trước và có mức tăng trưởng mạnh nhất trong tất cả các mặt hàng. Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, nước ta thu về 336,2 triệu đô la từ xuất khẩu dầu thô, tăng 7,2% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Giá xuất khẩu bình quân của Việt Nam ở mức 683,2 đô la Mỹ một tấn, thấp hơn 3,1% so với cùng kỳ năm 2023. Về thị trường, đầu năm 2024, Việt Nam chỉ có duy nhất 3 thị trường xuất khẩu, trong đó Thái Lan là thị trường lớn nhất. Nước ta xuất sang Thái Lan 194.909 tấn dầu thô trong 2 tháng đầu năm, chiếm 39,6% tổng lượng xuất khẩu. Đứng thứ hai và thứ ba là Singapore và Úc, chiếm tỷ trọng lần lượt 23,7% và 22,7%. Được biết, dầu thô là một trong những mặt hàng nhập khẩu chính của Singapore. Quốc gia này thường mua dầu thô từ các thị trường khác để tinh chế và bán lại ra thị trường. Năm 2023, Việt Nam xuất sang Singapore hơn 30 mặt hàng các loại, đạt hơn 4,3 tỷ đô la, tăng nhẹ so với năm 2022.
Hiện tại nước ta có nguồn dầu mỏ với trữ lượng khoảng 7,2 tỷ thùng, xếp thứ 22 trong các quốc gia có trữ lượng dầu mỏ trên thế giới. Từ năm 1986, dòng dầu thô liên tục được khai thác tại mỏ Bạch Hổ. Đến tháng 4 1987, Việt Nam bắt đầu xuất khẩu dầu thô. Đến nay, Việt Nam là quốc gia hàng đầu trong khối Đông Nam Á về xuất khẩu dầu thô. Ở chiều ngược lại, Việt Nam vẫn phải nhập nhiều dầu thô nhằm đáp ứng đủ đầu vào cho hai nhà máy lọc dầu trong nước. Qua 2 tháng đầu năm, nước ta nhập khẩu 2,3 triệu tấn dầu thô, tương đương 1,36 tỷ đô la, cao hơn rất nhiều so với giá trị xuất khẩu. Thông tin khác liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu. Thông qua sự kiện kết nối chuỗi cung ứng quốc tế, Tổng giám đốc của E.ON cho biết tập đoàn đặt mục tiêu tìm được nhiều đối tác với sự kiện năm nay. Theo bài viết ngày 13 tháng 3 trên báo Công Thương, chuỗi sự kiện kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 8 tháng 6 năm 2024. Tổng giám đốc E.ON, ông Shiotani Yuchiro cũng đã cho biết rằng những sự kiện được tổ chức trước đây, tập đoàn đã tìm kiếm được những nhà cung cấp từ Trung Quốc, Thái Lan và Malaysia. Hiện tại tập đoàn có nhu cầu cao đối với các loại nông sản và thực phẩm chế biến của Việt Nam vì nhu cầu tại các thị trường mà E.ON hiện diện còn rất lớn. Theo thông tin từ ban tổ chức, một số lĩnh vực mà E.ON mong muốn tìm đối tác thông qua chuỗi sự kiện bao gồm nông sản tươi, nông sản sấy khô, các nhóm hàng đông lạnh và thực phẩm chế biến. Đại diện E.ON cho biết, mục tiêu chính của tập đoàn là tìm kiếm các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam có năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn để trở thành đối tác cung ứng bền vững, không chỉ tại Việt Nam mà còn trong toàn hệ thống E.ON Top Value toàn cầu. Đặc biệt, ban tổ chức kỳ vọng thông qua hoạt động thu mua bài bản, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu trong nước sẽ có thêm cơ hội xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường trọng điểm trong khu vực thông qua chuỗi giá trị của tập đoàn E.ON. Được biết, sự kiện kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế năm nay hứa hẹn thu hút 10.000 lượt khách tham quan với 300 đoàn quốc tế đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong suốt 3 ngày diễn ra sự kiện, nhiều hội thảo chuyên đề sẽ được tổ chức với sự góp mặt của các tập đoàn lớn như là E.ON và Uniqlo đến từ Nhật Bản, Walmart, Amazon, Boeing đến từ Hoa Kỳ. Liên quan đến hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước vừa gửi báo cáo đến các đại biểu Quốc hội đề cập đến việc hoàn thiện quy định đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Theo báo cáo của Bộ Tài chính năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 6 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Đối với đặt cược đua chó và đua ngựa, doanh nghiệp chỉ được phép kinh doanh đặt cược khi có dự án với quy mô đầu tư tối thiểu 300 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng. Bộ Tài chính phối hợp với các ban ngành cấp giấy phép kinh doanh đặt cược sau khi doanh nghiệp đã hoàn thành xây dựng trường đua, chuẩn bị sẵn cơ sở vật chất phục vụ cho kinh doanh đặt cược. Về đặt cược bóng đá quốc tế, Chính phủ cho phép một doanh nghiệp thí điểm kinh doanh trong thời hạn 5 năm. Bộ Tài chính phối hợp với các bộ ngành tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Về điều kiện, doanh nghiệp được lựa chọn kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế phải đảm bảo đáp ứng đúng vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng, có phương án đầu tư hệ thống đặt cược và phương án kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật. Theo Bộ Tài chính, về tiến độ triển khai đối với đặt cược đua ngựa và đua chó, từ năm 2017 đến nay, có 7 tỉnh và thành phố đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án. Hiện tại, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho một dự án tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Mặc dù vậy, dự án tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội vẫn chưa được triển khai do vướng mắc về cơ chế góp vốn từ phía nhà đầu tư là Tổng công ty Du lịch Hà Nội. Đến nay, số dự án khác vẫn đang trong quá trình xin phê duyệt chủ trương đầu tư, do đó vẫn chưa có doanh nghiệp nào được cấp giấy phép kinh doanh đặt cược đua ngựa và đua chó. Về đặt cược bóng đá quốc tế, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế phải được lựa chọn thông qua đấu thầu. Luật đấu thầu năm 2013 chưa có quy định cụ thể, do đó từ năm 2017 đến năm 2022, Bộ Tài chính phối hợp với bộ ngành 5 lần báo cáo các cấp có thẩm quyền về vướng mắc và xây dựng nghị định thay thế nghị định 06. Trên cơ sở rà soát pháp luật, tháng 3 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính hoàn thiện nghị định thay thế nghị định 06 sau khi luật đấu thầu sửa đổi được ban hành. Hiện Bộ vẫn đang hoàn thiện để lấy ý kiến của các bộ ngành về việc sửa đổi nghị định 06 nhằm nêu ra các điều khoản cụ thể và lựa chọn nhà đầu tư kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Liên quan đến một lĩnh vực khác, tại một hội thảo vừa được tổ chức, Hiệp hội Blockchain Việt Nam kiến nghị nhà nước xem xét cơ chế quản lý tài sản ảo dựa trên cơ sở tình hình kinh tế xã hội Việt Nam và thông lệ quốc tế. Báo Công Thương đưa tin ngày 13 tháng 3, Hiệp hội Blockchain Việt Nam VBA vừa tổ chức hội thảo khoa học nhằm góp ý xây dựng khung pháp lý cho tài sản ảo. Hội thảo diễn ra trong bối cảnh đồng Bitcoin tăng giá chóng mặt trong thời gian gần đây.
tiến sát mức 73.000 đô la, đỉnh cao kỷ lục kể từ khi phát hành. Hội thảo có sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức nghiên cứu và các công ty công nghệ tài chính. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Đoan Hùng, Phó Chủ tịch VBA, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chia sẻ, sự tham gia đông đảo của các cơ quan và đơn vị cho thấy sự quan tâm và ủng hộ mạnh mẽ đối với nỗ lực hoàn thiện hành lang pháp lý đối với tài sản ảo. Ông Nguyễn Đăng Hùng khẳng định đây là một cơ hội đặc biệt đối với cộng đồng giao dịch đang hoạt động ở thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, từ kế hoạch đến thực tiễn là một quãng đường dài và cũng có rất nhiều thách thức bởi việc thừa nhận hay không thừa nhận, cấm hay điều chỉnh cũng đang được thảo luận. Chia sẻ cụ thể hơn về quan điểm pháp lý nhằm quản lý tài sản ảo, ông Phan Đức Trung, Phó Chủ tịch Thường trực VBA nhấn mạnh giao dịch tài sản ảo là xu thế chung, không thể đảo ngược của thế giới. Theo ông Trung, tổng giá trị tài sản ảo dự kiến sẽ chiếm tới 10% GDP toàn cầu, lên tới 16.000 tỷ đô la vào năm 2030. Do đó, cần xem xét để có được một quy định quản lý phù hợp với tiêu chuẩn phòng chống rửa tiền của lực lượng đặc nhiệm tài chính FATF với mục tiêu đưa Việt Nam ra khỏi danh sách xám theo quyết định số 194. Ông Joe Tu, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Toàn cầu của CoinsX cũng cho biết, tuy Việt Nam chưa công nhận tài sản ảo, nhưng CoinsX cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý và đạo đức tại Việt Nam, đặc biệt là các quy định về phòng chống rửa tiền. CoinsX cũng bày tỏ sự tuân thủ thông qua việc cam kết hỗ trợ chương trình truy vết các dự án có dấu hiệu lừa đảo Chain Chaser do VBA khởi xướng nhằm bảo vệ người dùng và giảm thiểu hậu quả từ việc lợi dụng công nghệ blockchain cho mục đích xấu, làm xói mòn lòng tin của xã hội. Trong khi đó, đại diện của Remitano, một đơn vị đã có mặt hơn 10 năm ở Việt Nam cho biết, công ty mong muốn Việt Nam sớm hoàn thiện khung pháp lý tài sản ảo theo xu hướng chung của thế giới. Việc hoàn thiện khung pháp lý sẽ tạo điều kiện tích cực cho các đơn vị giao dịch nước ngoài tăng đầu tư, giúp Việt Nam có cơ hội trở thành điểm đến công nghệ tại khu vực, đại diện Remitano bày tỏ quan điểm. Trong khi đó, dù giá Bitcoin liên tục phá đỉnh, nhiều thợ đào vẫn chưa khởi động lại trâu cày do giá điện cao và sự kiện halving đang đến gần. Chuyên mục phóng sự kinh tế ghi nhận những diễn biến đáng chú ý trên thị trường tiền điện tử. Mời quý vị sẽ cùng theo dõi. Trong phiên giao dịch ngày 11 tháng 3, Bitcoin được giao quanh mức 72.800 đô la một đồng. Ethereum, tiền số có giá trị lớn thứ hai thị trường, cũng cán mức 4.000 đô la, cao nhất từ cuối năm 2021. Kết hội nhóm tiền số đang trở nên sôi động. Mặc dù vậy, với nhiều cộng đồng khai thác tiền số, thợ đào tỏ ra không mấy hào hứng. Theo VN Express, trong một nhóm với hơn 85.000 thành viên về đào tiền số ở Việt Nam, phần lớn vẫn là các bài rao bán máy của dân buôn với vài lượt tương tác. Quản trị viên của nhóm cho biết, mọi người không mặn mà khi Bitcoin và Ethereum tăng giá vì việc khai thác không có lời, thậm chí lỗ vốn. Người này giải thích trước đây phần lớn thợ đào trong nước khai thác Ethereum. Đến tháng 9 2022, sự kiện The Mesh đã loại bỏ mạng lưới thợ đào ETH, khiến các dàn trâu cày đã phải rút điện hoặc là chuyển sang khai thác một số token mới. Tuy nhiên, với giá điện khoảng 3.000 đồng một số, hầu hết thợ đào không hứng thú để khởi động lại trâu cày do chưa có dự án nào mang lại lợi nhuận đủ lớn. Trong khi đó, một số chủ xưởng lớn chuyên về đào Bitcoin cho biết họ chỉ đang hoạt động cầm chừng, không đầu tư thêm. Độ khó khi khai thác ngày một tăng, các dàn máy của tôi đã cũ, không cạnh tranh lại với các xưởng lớn ở nước ngoài. Quan trọng hơn, sự kiện halving diễn ra vào tháng 4 sẽ khiến lợi nhuận từ khai thác giảm mạnh. Hoàng Huy, chủ xưởng đào tiền số lâu năm ở Đồng Nai nhận định. Được biết, Bitcoin Halving là sự kiện diễn ra 4 năm một lần, xuất hiện từ những ngày đầu khởi chạy Bitcoin. Theo đó, một thuật toán khiến cho phần thưởng của thợ đào giảm 50% sau 210.000 khối khai thác. Do đó, Bitcoin Halving thường được gọi là sự kiện giảm một nửa. Theo quy luật, Bitcoin Halving sẽ kết thúc khi toàn bộ 21 triệu Bitcoin được khai thác. Lần halving tiếp theo dự kiến xảy ra vào giữa tháng 4 khi số khối đạt 740.000. Lúc đó, phần thưởng khối cho thợ đào sẽ giảm từ 6,25 Bitcoin xuống 3,125 Bitcoin. Đến thời điểm hiện tại, các thợ đào đã khai thác được 90% Bitcoin, ước tính 10% nguồn cung còn lại không thể đào được. Hết trước tháng 2 năm 2140. Với những người đang sở hữu Bitcoin, sự kiện giảm một nửa là tin tích cực vì sẽ khiến loại tiền số này khó khai thác hơn, trở nên khan hiếm, dẫn đến tăng giá. Còn với thợ đào, halving làm cho việc cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn. Các trang trại phải cập nhật dàn máy mới trong khi phần thưởng nhận được ít đi một nửa. Theo Hoàng Huy, phần lớn thợ đào Việt Nam chờ đến sau sự kiện halving mới tiếp tục tính toán nên đầu tư hay là dừng lại. Không chỉ ở Việt Nam, tâm lý của thợ đào tiền số trên thế giới đang ngược chiều với giá Bitcoin. Theo Cointelegraph, bất chấp thị trường tăng trưởng mạnh, nhu cầu với máy đào Bitcoin chuyên dụng ASIC rất thấp.
Vào ngày 27 tháng 2 vừa qua, nhà sản xuất máy đào ESIC Canan cũng đã cho biết doanh thu 2 tháng đầu năm giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cũng đã dự báo ngành khai thác tiền số sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong thời gian sắp tới. Theo báo cáo ngày 14 tháng 2 của công ty phân tích Galaxy, sau sự kiện Harvin sẽ có khoảng 20% máy đào trên toàn hệ thống khai thác ngừng hoạt động vì không đủ sức cạnh tranh. Trong đó, có thể kể đến một số loại máy như là máy đào S9 của Bitman, A1066 của Canan và M32 của MicroBT. Để xử lý, thợ đào có thể chuyển các dàn máy này sang những trang trại khai thác tiền số khác có mức tính toán thấp hơn để tận dụng. Tuy nhiên, phải cân nhắc cẩn thận về chi phí vận hành và điểm hòa vốn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Bản tin Kinh tế ngày hôm nay. Những thông tin đáng chú ý sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị trong các buổi phát sóng tiếp theo. Còn bây giờ thì Quang Huy xin chào và hẹn gặp lại quý vị.